Chào các bạn đến với kênh YouTube Huấn Vina. Hôm nay kênh Huấn Vina sẽ đưa các bạn đi thăm và khảo sát cái dầm móng thép đang được tiến hành xây dựng với diện tích chiều mặt tiền là 5m và chiều sâu là 16m. Mời các bạn cùng tham quan cái dầm móng thép này. Bác thợ đang tiến hành ghép cốt pha của cái móng thép này. Cái dầm móng thép này thì gia chủ làm dầm là dầm 500 và đi sắt dầm là 6 cây phi 18. Còn sắt không thì gia chủ đi là sắt 8, nhưng mà 8 này là 8 xoắn. Các bạn quan sát cái giọ này. Cái giọ này thì gia chủ làm diện tích là 1m 1m. Và đi sắt phi 14. Công trình này thì gia chủ ép cọc bê tông. Mỗi đài là 4 cọc và mỗi cọc này là 2 tầm 8m. Đây là sắt của cọc đây. Đó, đầu cọc đấy. Sắt của đầu cọc đấy ạ. Có 4 cọc luôn. Chiều mặt tiền là 5m và chiều sâu là 16m. Diện tích chính thì bao gồm là một phòng khách này. Một phòng khách và sau đó là đến cầu thang. Cầu thang là đến phòng ăn và đến phòng ngủ ở đằng sau cùng. Đây, cái này là cái giọ ở giữa đây. Cái giọ ở giữa. Đây là cái sắt của ấy này. Cái này là cái sắt của bê tông. Cái gian cuối cùng này là phòng ngủ này. Xin lỗi các bạn, là phòng ăn này. Đấy. Còn đây là phòng ngủ và cầu thang này. Và gian mặt tiền kia là phòng khách này. Đấy, phi gia chủ đi là phi 18. 6 cây, 3 cây trên, 3 cây dưới. Còn giọ này thì là 1m 1m. Đây ông chủ nhà đây. Đây là từ phía đằng sau đây. Đây cái khu dưới góc này thì nó tập trung khá là nhiều sắt. Sắt vừa cái giọ này, sắt vừa của thằng cột bê tông ép ở dưới này, vừa lại sắt của dầm này, sau đó lại sắt của cái cột đứng lên này. Đó, cho nên là nó tập trung khá là nhiều sắt vào cái góc này. Cái góc này là khá nhiều sắt, nó cũng là cái vị trí góc chịu lực, cho nên là tương đối là nhiều sắt. Sẽ không phải truyền qua cái khối bê tông mới. Thì nói đây là chủ là cái gì, đây là đồ kê mà. Và cái đài kia. À thì đúng rồi, thì nó là cả một cái đài rồi. Đơn giản như mình kê vào thóc nó không núm chân thì không thì được. Và còn cảm tưởng mình nghĩ là cái đấy. Cũng là cầu thang bắt vào thì nó đẹp nhà hơn. Tại vì cái khoảng không thoáng từ cái vào đây. Vâng, thì khoảng không trống thì mình để nó bên trên cái phòng ăn thì nó hợp lý hơn. 10 mét thoáng. Mà nó không treo lên đầu. Cái bên trên cái phòng khách nó treo lên đầu. Xong rồi mai đổ em ạ. Chiều mai đổ. Không, đất thì mua làm gì có tiền mà làm. Cái đồng chí ở nhà đâu? Cháu ở ngay chỗ. Thế ngon quá còn gì nữa, đỡ tốn tiền cọc. Cái này của ông công phép thế này. Vỡ đầu cọc luôn.
vỡ đồ cả. Ngon. Nói chung là nó cứ hai bên vẫn sắp xỉ bằng nhau. Dung sai là được, chứ còn giờ nó chính xác 100% thì cũng hơi khó. Nói chung kiểm tra rồi Mazda 250 thì 801. 801. Mà Mazda 300 là 804. Và như cái móng này thì tầm bao nhiêu khối là ok. Nó nhào vào đây thì mình phải đưa xe rùa. Ok. Ông có mấy xe nó vẫn thế. Bê tông nó tính riêng, còn ca đẩy đấy, ca đẩy nó tính, đẩy hút nó sẽ tính riêng, nó tính không tính, nó không tính mấy xe. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi tham quan cái dầm móng thép đang tiến hành ghép cốt pha để chuẩn bị đổ bê tông, với diện tích chiều mặt tiền là 5m và chiều sâu là 16m, với cái không gian tổng thể bao gồm là một phòng khách này, một phòng ăn, cầu thang và một phòng ngủ ở phía sau. Đó. Các bạn xem kênh Thế Hay và video hữu ích thì đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ ủng hộ cho kênh, giúp cho kênh phát triển, cũng như các bạn có thể cập nhật nhiều video các cái kỹ thuật về xây dựng do kênh đăng tải lên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.